cha mẹ hoặc người giám hộ có một tài khoản mypcps được cung cấp quyền truy cập vào schoology tức là hệ thống quản lý học tập của chúng tôi thông qua pcps one schoology là nơi bạn có thể tìm thấy các khóa học của học sinh điểm bài tập và những giao tiếp với giáo viên hãy bắt đầu đầu tiên qua thăm trang pcps one.pcps.org Bấm vào Login to PCPS1. Ở đây bạn sẽ nhập tên và mật khẩu của bạn. Nếu bạn không có một tài khoản MyPCPS, bạn có thể tạo tài khoản của bạn bằng cách bấm vào Create Account ở phía dưới. Khi bạn bấm vào Login, bạn sẽ vào được trang Welcome Parents PCPS 1. Ở góc bên trái, bạn sẽ thấy nút Schoology Learning Management System. Sau khi bấm nút, bạn sẽ đến trang Schoology Parent View. Chào mừng bạn đến với Schoology.